Xin chào các em. Rất vui vì được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, môn giáo dục công dân năm học 2019-2020. Ở bài học trước, các em đã được hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết cơ bản, cũng như đã được rèn các kỹ năng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ nhận thức khác nhau của bài 4, quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Hôm nay, cô sẽ cùng các em ôn tập lại kiến thức về bài học với các quyền tự do cơ bản của công dân, đó là chuyên đề 1, bài 6, công dân với các quyền tự do cơ bản. Ở bài 6 này có hai phần đơn vị kiến thức lớn, đó là 1, các quyền tự do cơ bản của công dân, 2, trách nhiệm của nhà nước và của công dân trong việc bảo đảm thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. Trong đó, một nhỏ, trách nhiệm của nhà nước, đó là phần đọc thêm, các em không phải ôn tập. Phần 2 nhỏ, trách nhiệm của công dân, thì theo văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, học kỳ 2, năm học 2019-2020, thì phần nội dung này khuyến khích học sinh tự học. Do vậy, toàn bộ kiến thức mục 2 lớn, các em không phải ôn tập lại. Vậy trọng tâm kiến thức của bài 6 này đó là phần 1 La Mã. Các quyền tự do cơ bản của công dân. Quyền tự do cơ bản của công dân thì được ghi nhận tại Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước và công dân. Ở nước ta, Hiến pháp thừa nhận công dân có các quyền tự do cơ bản như tự do đi lại, tự do cư trú, tự do học tập, tự do lao động, tự do kinh doanh, vân vân. Tuy nhiên, ở phạm vi bài học này, chúng ta tìm hiểu 5 quyền tự do cơ bản. Quyền tự do cơ bản thứ nhất đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Quyền tự do cơ bản thứ hai đó là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. Quyền tự do cơ bản thứ ba là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Quyền tự do cơ bản thứ tư là quyền được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện thoại, điện tín. Và quyền tự do cơ bản thứ 5 đó là quyền tự do ngôn luận của công dân. Trong bài ôn tập ngày hôm nay, cô sẽ ôn tập với các em quyền tự do cơ bản thứ nhất đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Và quyền tự do cơ bản thứ hai đó là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. Còn 3 quyền tự do sau các em sẽ ôn tập trong buổi ôn tập lần sau. Về quyền tự do thứ nhất, đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Đối với mỗi công dân, quyền bất khả xâm phạm về thân thể được coi là quyền tự do quan trọng nhất, được ghi nhận tại Điều 20 Hiến pháp năm 2013. Và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được hiểu như thế nào? Thì quyền này được hiểu như sau. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quá tang. Vậy nhìn vào khái niệm này, ta hiểu được rằng không được tự tiện bắt, giam, giữ người khác nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quá tang. Phạm tội quá tang là đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện, hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện và bị đuổi bắt. Vậy cụ thể, nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được quy định như thế nào? Chúng ta tìm hiểu sang nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được quy định như sau. Không một ai, dù ở cương vị nào, có quyền tự ý bắt và giam giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ. Vậy pháp luật đã quy định rất rõ là không được phép tự ý bắt, giam, giữ người vì những lý do không chính đáng và nghi ngờ không có căn cứ. Ví dụ, công an xã tự ý bắt giam và nhốt người khác khi nhận được trình báo là nghi ngờ người đó là ăn trộm. Vậy trong trường hợp này, công an xã đã bắt giam giữ người trái với pháp luật vì nghi ngờ không có căn cứ. Thứ hai, tự tiện bắt, giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vậy ở quy định này, pháp luật đã chỉ rõ
đó là tự tiện bắt giam giữ người trái pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hành vi bắt giam giữ người trái pháp luật được hiểu là những hành vi nhằm ngăn cản hoặc tước đoạt quyền tự do hoạt động, tự do dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và thủ tục. Và tất cả những hành vi này thì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, phải bắt giam giữ người để giữ gìn an ninh, trật tự, điều tra ngăn chặn tội phạm, thì những cán bộ nhà nước có thẩm quyền được phép bắt giam giữ người nhưng phải đúng theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Như vậy, tại nội dung này đã quy định rất rõ, đó là trong một số trường hợp sẽ được bắt giam giữ người thì phải theo đúng trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Và những người có thẩm quyền thuộc các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án và một số cơ quan khác. Pháp luật cũng quy định rất rõ trường hợp nào thì được phép bắt giam giữ người và ai mới có thẩm quyền bắt giam giữ người, cụ thể như sau. Trường hợp thứ nhất, viện kiểm sát, tòa án trong phạm vi thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội. Như vậy, trường hợp thứ nhất, pháp luật cho phép viện kiểm sát, tòa án trong phạm vi thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Vậy, bị can là những người bị khởi tố về mặt hình sự theo quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra, viện kiểm sát. Bị cáo là những người bị tòa án quyết định đưa ra xét xử. Vậy, bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi nào? Đó là khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội. Gây khó khăn ở đây, ví dụ như cố tình vắng mặt khi có giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng mà không có lý do chính đáng, hoặc cố tình làm giả, thiêu hủy giấy tờ, chứng cứ. Hoặc có thể là mua chuộc, đe dọa người làm chứng hoặc người bị hại, vân vân. Và ngoài viện kiểm sát, tòa án trong phạm vi thẩm quyền thì theo quy định tại Điều 113 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định thẩm quyền bắt bị can, bị cáo để tạm giam đó là thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp. Trường hợp này, lệnh bắt phải được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Như vậy, trường hợp thứ nhất, bắt bị can, bị cáo để tạm giam thì lệnh bắt chỉ được tiến hành khi viện kiểm sát phê chuẩn. Như vậy là lệnh bắt diễn ra sau và viện kiểm sát phải phê chuẩn trước. Trường hợp được bắt bị can, bị cáo để tạm giam nữa là viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân, viện trưởng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự các cấp, chánh án, phó chánh án Tòa án Nhân dân, chánh án, phó chánh án Tòa án Quân sự các cấp, hội đồng xét xử. Như vậy, đó là trường hợp thứ nhất, có thẩm quyền bắt giam giữ người. Trường hợp thứ hai, bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Khẩn cấp là tiến hành nhanh chóng và khẩn trương. Vậy, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi nào? Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành như sau. Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Và căn cứ ở đây phải là căn cứ xác đáng, không phải dựa trên sự suy đoán vô lý. Chúng ta nhớ lại kiến thức một chút, đó là căn cứ vào tính chất và mức độ của hành vi gây nguy hiểm cho xã hội mà tội phạm được chia thành 4 loại. Thứ nhất, đó là tội phạm ít nghiêm trọng. Thứ hai, đó là tội phạm nghiêm trọng. Thứ ba, đó là tội phạm rất nghiêm trọng. Và thứ tư, đó là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vậy thì trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp này được tiến hành
khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm ở mức độ rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Có nghĩa là nếu như không ngăn cản thì hành vi đó sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội hoặc hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp còn được tiến hành khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần phải ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn. Người chính mắt trông thấy này có thể là người bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm, chính mắt trông thấy và xác nhận. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp còn được tiến hành khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của người nào đó có dấu vết của tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Dấu vết còn lưu lại trên người, ví dụ như lưu lại trên cơ thể, trên quần áo hoặc tại chỗ ở của người nào đó có chứa công cụ, phương tiện thực hiện tội phạm. Vậy, bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có một trong những căn cứ sau. Và pháp luật quy định rất rõ là chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Những người có thẩm quyền này là ai? Thì theo quy định tại Điều 110 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, những người có thẩm quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đó là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra các cấp, người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn hoặc tương đương, người chỉ huy đồn biên phòng ở biên giới hoặc hải đảo, người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển rời khỏi sân bay, bến cảng. Và riêng trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp này thì cần phải tiến hành theo đúng thủ tục. Và thủ tục sau khi bắt người trong trường hợp khẩn cấp như sau. Thứ nhất, trong mọi trường hợp người ra lệnh bắt khẩn cấp phải báo ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp bằng văn bản để xét phê chuẩn. Vậy, so sánh với trường hợp thứ nhất, đó là trường hợp bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Trường hợp bắt bị can, bị cáo để tạm giam thì lệnh bắt phải được Viện Kiểm sát phê chuẩn trước khi tiến hành. Còn trong trường hợp bắt người khẩn cấp thì người ra lệnh bắt, ra lệnh trước, sau đó sẽ báo cho Viện Kiểm sát cung cấp để xét phê chuẩn. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai, đó là bắt người khẩn cấp. Và thủ tục tiếp theo đó là trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn, Viện Kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. Vậy, theo thủ tục hành chính, thời hạn tạm giam tạm giữ người là không quá 12 giờ. Trong một số trường hợp cần thiết, được phép kéo dài thời gian nhưng không quá 24 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu người đó bị tạm giam. Và thủ tục thứ ba đó là nếu Viện Kiểm sát ra quyết định không phê chuẩn thì người bị bắt phải được trả tự do ngay. Và thực hiện theo đúng thủ tục này để đảm bảo thực hiện đúng quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Trường hợp thứ ba được phép bắt, giam, giữ người đó là bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Người phạm tội quả tang là người đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện và bị đuổi bắt. Người đang bị truy nã là người có lệnh truy nã của cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Như vậy, các em thấy là trong 3 trường hợp thì trường hợp bắt người phạm tội quả tang thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt mà không cần đến lệnh hay quyết định của bất kỳ cơ quan nào cả. Còn các trường hợp khác khi bắt, giam, giữ người đều phải theo đúng thủ tục, trình tự do pháp luật quy định và phải có phê chuẩn và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Cô vừa ôn tập lại với các em quyền tự do cơ bản đầu tiên, đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập sang quyền tự do cơ bản thứ hai, đó là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân là quyền gắn với tự do cá nhân, được ghi nhận tại Điều 20 Hiến pháp năm 2013 và được quy định thành một nguyên tắc trong Bộ Luật Tố Tụng Hình sự của nước ta. Vậy thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân? Quyền này được hiểu như sau. Công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm. Không ai được xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Như vậy, nhìn vào khái niệm này, em hiểu là tính mạng và sức khỏe của con người luôn được bảo đảm an toàn. Danh dự và nhân phẩm của con người luôn được pháp luật bảo vệ. Không ai được xâm phạm tới. Vậy, nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm được quy định như thế nào? Chúng ta tìm hiểu nội dung. Nội dung thứ nhất, không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. Trong xã hội của chúng ta, tính mạng và sức khỏe của con người được bảo đảm an toàn, không ai có quyền xâm phạm tới. Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, dù đó là nam hay nữ, dù là người đã thành niên hay chưa thành niên. Như vậy, pháp luật đã quy định rất rõ, hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác bao gồm cả hành vi cố ý, bao gồm cả hành vi vô ý, dù là nam hay nữ, dù là đã thành niên hay chưa thành niên. Ví dụ hành vi cố ý xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe người khác như cố ý đánh người gây thương tích. Còn hành vi vô ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác, ví dụ đang trêu đùa với bạn, vô tình làm cho bạn bị thương, đó là hành vi vô ý. Và pháp luật nước ta quy định như sau. Không ai được đánh người, đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích. Vậy, hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích là những hành vi như thế nào? Ví dụ, hành vi bạo lực học đường. Những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh các bạn gây thương tích trong phạm vi nhà trường, những hành vi đó sẽ bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Thứ hai, pháp luật nước ta quy định nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người. Và những ví dụ như hành vi sát hại nữ sinh giao gà vào đêm 30 Tết tại Điện Biên, hành vi đó được coi là hành vi giết người. Những người thực hiện hành vi tội phạm đó sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của tòa án. Và nội dung thứ hai, không ai được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Danh dự là sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên giá trị tinh thần và đạo đức của người đó. Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà người đó có được, hay nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. Do vậy, pháp luật nước ta quy định danh dự và nhân phẩm của con người luôn được bảo vệ và không ai được phép xâm phạm tới. Pháp luật nghiêm cấm những hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó. Ví dụ, nghiêm cấm hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm người khác hoặc bịa đặt thông tin về người khác, sau đó đưa thông tin bịa đặt đó lên mạng xã hội và chia sẻ. Và những hành vi đó là những hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân. Và bất kỳ ai, dù ở cương vị nào, đều không có quyền xâm phạm đến nhân phẩm, làm thiệt hại đến danh dự và uy tín của người khác. Người có hành vi xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và uy tín của người khác thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Đây vừa là hành vi vi phạm đạo đức, vừa là hành vi vi phạm pháp luật. Vừa rồi, cô đã ôn tập cùng các em hai quyền tự do cơ bản của công dân, đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. Có một lưu ý cô cần các em nhớ, đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe có điểm giống nhau. Đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể cũng như quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe đều gắn với tự do thân thể của con người. Tuy nhiên, hai quyền này khác nhau. Ở chỗ, quyền bất khả xâm phạm về thân thể thì nghiêm cấm những hành vi bắt, giam, giữ người trái với quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và thủ tục. Còn quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe thì nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến sức khỏe của người khác, hoặc nghiêm cấm hành vi giết người, đe dọa giết người, làm chết người, làm tổn hại đến tính mạng của người khác. Và hai quyền này có mối quan hệ mật thiết với nhau, giao thoa với nhau và là hệ quả của nhau. Tại sao cô lại nói như vậy? Ví dụ trong tình huống bắt cóc trẻ em, sau đó bỏ đói đứa trẻ, làm đứa trẻ hoảng loạn tinh thần. Vậy, hành vi bắt cóc trẻ em là hành vi vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Còn hành vi bỏ đói và gây ra đứa trẻ bị hoảng loạn về tinh thần là xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. Như vậy, khi làm các câu hỏi vận dụng, đặc biệt là các câu hỏi vận dụng cao, các em cần căn cứ vào các hành vi của từng nhân vật để phân biệt cụ thể từng hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do cơ bản của công dân. Vừa rồi, cô đã hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết cơ bản về hai quyền tự do cơ bản đầu tiên. Sau đây, chúng ta sẽ sang phần luyện tập, vận dụng để các em hiểu rõ hơn về kiến thức bài học. Bài tập. Câu 1. Cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam? Phương án A. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp. Phương án B. Công an viên khu vực. Phương án C. Công an cấp xã. Phương án D. Lực lượng dân phòng. Vậy các em nhìn vào từ khóa cho cô, đó là bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Vậy chúng ta nhớ lại trường hợp thứ nhất, được phép bắt, giam, giữ người, đó là bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội. Như vậy, người có thẩm quyền bắt bị can, bị cáo là Viện Kiểm sát và tòa án trong phạm vi thẩm quyền. Do vậy chúng ta dễ dàng lựa chọn phương án ở đây, đó là phương án A. Câu hỏi số 2. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện phương án A, tội phạm rất nghiêm trọng. Phương án B, tội phạm nghiêm trọng. Phương án C, tội phạm ít nghiêm trọng. Và phương án D, mọi hành vi tội phạm. Vậy chúng ta lại nhớ sang trường hợp thứ hai được phép bắt, giam, giữ người, đó là bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Và việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện hành vi tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, chúng ta dễ dàng có thể lựa chọn phương án đúng, đó là phương án A. Câu hỏi số 3. Công dân có hành vi bịa đặt, vu khống để hạ uy tín của người khác là vi phạm quyền. Phương án A, được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm. Phương án B, được pháp luật bảo hộ về đời tư. Phương án C, bất khả xâm phạm về danh tính. Và phương án D, bất khả xâm phạm về thông tin. Như vậy chúng ta nhìn vào từ khóa ở đây, đó là bịa đặt, vu khống. Chúng ta nhớ ngay đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe,
danh dự và nhân phẩm của công dân. Trong đó, nội dung thứ hai, không ai được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân. Pháp luật nghiêm cấm hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xấu. Vậy, hành vi bịa đặt điều xấu ở đây sẽ vi phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. Do đó, chúng ta dễ dàng lựa chọn ở đây, đó là phương án A. Câu hỏi số 4. Công dân có hành vi vô ý gây thương tích cho người khác là vi phạm quyền tự do cơ bản nào sau đây của công dân? Phương án A, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Phương án B, được pháp luật bảo hộ về tinh thần. Phương án C, bất khả xâm phạm về thân thể. Phương án D, bất khả xâm phạm về đời tư. Vậy chúng ta nhìn vào từ khóa ở đây, đó là vô ý gây thương tích. Chúng ta lại nhớ đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác, dù họ là nam hay nữ, dù là người đã thành niên hay chưa thành niên. Vậy chúng ta quay trở lại câu hỏi, vô ý gây thương tích là xâm phạm đến quyền nào? Dễ dàng nhận thấy đó là quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe của công dân. Do vậy, với câu hỏi này, phương án lựa chọn đó là phương án A, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Câu hỏi số 5. Khi có căn cứ khẳng định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì việc bắt người được tiến hành trong trường hợp nào sau đây? Phương án A, điều tra. Phương án B, quả tang. Phương án C, khẩn cấp. Phương án D, truy nã. Vậy, nhớ lại phần kiến thức trường hợp thứ hai được phép bắt, giam, giữ người. Đó là khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Như vậy các em dễ dàng lựa chọn được phương án đúng, trả lời đúng ở đây là phương án C, khẩn cấp. Câu hỏi số 6. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang. Phương án A, tham gia giải cứu nạn nhân. Phương án B, tham gia hoạt động văn hóa. Phương án C, thực hiện hành vi phạm tội. Phương án D, chứng thực di chúc thừa kế. Đây là một câu hỏi phủ định. Đó là không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Vậy các em sẽ thấy hành vi xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi mà bắt, giam, giữ người trái với quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và thủ tục. Vậy, không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là bắt người trong trường hợp được pháp luật cho phép. Vậy chúng ta nhìn vào đây, người đang thực hiện hành vi phạm tội có nghĩa là người đó đang phạm tội quả tang. Người phạm tội quả tang thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Do vậy, người đang thực hiện tội phạm thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt mà không được coi là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Chúng ta dễ dàng lựa chọn phương án đúng ở đây, đó là phương án C, đang thực hiện hành vi phạm tội. Câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 này chính là một câu hỏi trong đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố năm 2020. Câu hỏi như sau. Theo quy định của pháp luật, người có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi thực hiện hành vi nào sau đây? Phương án A, theo dõi bị can. Phương án B, xét hỏi bị cáo. Phương án C, triệu tập nhân chứng. Phương án D, bắt giữ con tin. Vậy chúng ta nhớ lại phần kiến thức quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Trong một số trường hợp, pháp luật cho phép những cán bộ nhà nước có thẩm quyền được bắt, giam, giữ người để điều tra, truy tố, xét xử để ngăn chặn tội phạm. Vậy thì, trong trường hợp cần thiết, những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sẽ có quyền theo dõi bị can,
xét hỏi bị cáo và triệu tập nhân chứng để điều tra vụ án. Còn trường hợp bắt giữ con tin, đây là trường hợp bắt giam giữ người trái với quy định của pháp luật và trường hợp này sẽ vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Do đó, chúng ta lựa chọn phương án đúng ở đây, đó là phương án D, bắt giữ con tin. Câu hỏi số 8. Hành vi nào sau đây xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác? Phương án A, đánh người gây thương tích. Phương án B, khống chế và bắt giữ tên trộm. Phương án C, bắt người theo quyết định của tòa án. Và phương án D, bố mẹ phê bình sai lầm của con. Vậy, từ khóa ở đây đó là xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe. Hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác là những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích. Hoặc đó là hành vi giết người, đe dọa giết người, làm chết người. Vậy nhìn vào các phương án trả lời, chúng ta dễ dàng tìm ra phương án đúng. Đó là phương án A, đánh người gây thương tích. Hành vi này sẽ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Câu hỏi số 9. Hành vi nào sau đây của công dân không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe? Phương án A, vô ý gây tai nạn chết người. Phương án B, dùng nhục hình với người tạm giam. Phương án C, cứu người bị nạn không thành. Phương án D, làm tổn hại sức khỏe của người khác. Đây là một dạng câu hỏi phủ định. Câu hỏi đó là không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Vậy hành vi vô ý gây tai nạn, chết người là hành vi vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Hành vi dùng nhục hình với người tạm giam cũng là hành vi vi phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Hành vi cứu người bị nạn nhưng không thành, đây không được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, chúng ta dễ dàng lựa chọn phương án trả lời. Ở đây, đó là phương án C, cứu người bị nạn không thành. Câu hỏi số 10. Đây là một câu hỏi vận dụng. Dê cùng các bạn đá bóng. Không may quả bóng bay vào làm vỡ cửa kính nhà anh M. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm. Do chạy chậm nên Dê bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh 2 ngày. Quyền tự do cơ bản nào sau đây của Dê bị xâm phạm? Phương án A, được pháp luật bảo hộ về tài sản. Phương án B, được pháp luật bảo hộ về thân thể. Phương án C, bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Phương án D, bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Vậy chúng ta nhìn vào từ khóa của tình huống, đó là Dê bị anh M bắt giữ và giam. Vậy đây là hành vi giam giữ người trái pháp luật. Và hành vi giam giữ người trái pháp luật này sẽ xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Do đó, phương án trả lời đúng ở đây là phương án C, bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Câu hỏi số 11. Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, bảo vệ Ủy ban Nhân dân xã Y là anh D đã đuổi ông B nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ông B đã lao vào đánh anh D khiến anh bị gãy tay, phải vào viện băng bó. Câu hỏi, ông B đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? Phương án A, bất khả xâm phạm về tính mạng. Phương án B, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Phương án C, được pháp luật bảo hộ về danh tính. Phương án D, bất khả xâm phạm về thân thể. Đây là một câu hỏi vận dụng. Và câu hỏi này hỏi về ông B đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? Vậy chúng ta lại nhìn vào những từ khóa của tình huống, đó là bảo vệ ủy ban là anh D đuổi ông B nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Và ông B lao vào đánh anh D khiến anh bị gãy tay. Và đây có thể được coi là hành vi hung hãn, côn đồ,
đánh người gây thương tích. Và tất cả những hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích đều vi phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. Do đó, phương án trả lời đúng ở đây đó là phương án B, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. Câu hỏi số 12. Do mâu thuẫn đất đai trong quá trình xây dựng nhà ở với gia đình anh A, nên anh Hát đã đánh anh A bị trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Ra tù, anh Hát đến công ty K để xin việc, nhưng giám đốc Quy đã từ chối vì cho rằng anh Hát đã từng có tiền án, tiền sự. Bực tức, anh Hát đã rủ anh M bắt cóc con gái giám đốc Quy để cảnh cáo. Những ai sau đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Phương án A, giám đốc Quy và anh Hát. Phương án B, anh Hát và anh M. Phương án C, giám đốc Quy, anh Hát và anh M. Phương án D, anh M và giám đốc Quy. Đây là một dạng câu hỏi vận dụng cao. Và dạng câu hỏi vận dụng cao này, các em nhìn tên từng nhân vật và chỉ ra hành vi của từng nhân vật đó, sau đó căn cứ vào câu hỏi để tìm ra phương án trả lời. Vậy, nhân vật đầu tiên xuất hiện ở đây đó là anh Hát. Anh Hát đến công ty K để xin việc nhưng bị giám đốc Quy từ chối. Do đó, giám đốc Quy đã vi phạm đến quyền bình đẳng trong lao động. Đó là vi phạm nội dung thực hiện quyền lao động. Bực tức, anh Hát rủ anh M bắt cóc con gái giám đốc Quy để cảnh cáo. Như vậy, hành vi này được coi là hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Anh Hát và anh Quy đã bắt giữ người trái pháp luật và hành vi này vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Vậy, người ta hỏi đó là những ai sau đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Chúng ta có thể thấy đó là anh Hát và anh M. Vì anh Hát và anh M đã bắt cóc con gái của giám đốc Quy để cảnh cáo. Câu hỏi số 13. Trong đề thi tham khảo năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là thuộc câu số 119. Câu hỏi như sau. Anh A là chủ nhà hàng, yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giam chị H tại nhà kho do chị tố cáo với cơ quan chức năng về việc mình sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả để chế biến thức ăn cho khách. Sau 2 ngày tìm kiếm, chồng chị H là anh B phát hiện nơi chị bị giam giữ nên đã cùng em rể là anh Quy đến giải cứu chị H. Vì không đồng ý thả chị H, nên anh Dê bị anh B và anh Quy đe dọa đốt nhà. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Phương án A, anh Dê và anh B. Phương án B, anh A và anh B. Phương án C, anh Dê, anh B và anh Quy. Phương án D, anh A, anh B và anh Quy. Vậy chúng ta phân tích tình huống. Anh A yêu cầu anh D khống chế và giam chị H tại nhà kho. Vậy đây là hành vi bắt giam giữ người trái pháp luật và xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Do vậy, ở câu này, anh A và anh D xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Sau 2 ngày tìm kiếm, anh B đã phát hiện nơi chị vợ bị giam giữ và cùng em rể mình là anh Quy đến để giải cứu, chưa vi phạm gì cả. Và vì không đồng ý thả chị H, nên anh D bị anh B và anh Quy đe dọa đốt nhà. Câu hỏi đó là hành vi của những ai vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Vậy như phân tích từ đầu, chỉ có anh A và anh D là vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Do đó, phương án đúng ở đây đó là phương án B, anh A và anh D. Câu hỏi số 14. Ông H thuê anh S tìm gặp và yêu cầu anh T gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội
bịa đặt việc mình có con ngoài giá thú với chị K. Do anh T không đồng ý và còn lớn tiếng xúc phạm, nên anh S đã đánh anh T gãy chân. Tức giận, ông Quy là bố anh T đến nhà ông H để gây rối và đẩy ông H ngã, khiến ông H bị đa chấn thương. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? Phương án A, anh T, ông Quy và anh S. Phương án B, ông H, anh S và ông Quy. Phương án C, anh S và ông Quy. Phương án D, ông H và anh S. Vậy chúng ta phân tích tình huống. Ông H thuê anh S gặp và yêu cầu anh T gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình có con ngoài giá thú với chị K. Như vậy, anh T là người có bài viết bịa đặt trên mạng xã hội về ông H là có con ngoài giá thú với chị K. Do vậy, anh T đã vi phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân khi bịa đặt thông tin sai sự thật về người khác và đưa lên mạng xã hội. Do anh T không đồng ý và còn lớn tiếng xúc phạm, nên anh S đánh anh T gãy chân. Vậy anh S đánh anh T gãy chân là anh S đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân khi đây là hành vi đánh người gây thương tích. Ông Quy đẩy ông H ngã bị đa chấn thương. Vậy hành vi của ông Quy cũng là hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Được quy định trong pháp luật, đấy là nghiêm cấm hành vi hung hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích. Vậy hành vi ông Quy đẩy ông H ngã bị đa chấn thương là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. Do vậy, tổng hợp lại phân tích, ta thấy rằng anh S vi phạm, ông Quy vi phạm và phương án ở đây, phương án trả lời đúng ở đây đó là phương án C. Anh S và ông Quy vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân. Cô đã vừa hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết cơ bản về hai quyền tự do, đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân, cũng như đã đưa ra các bài tập theo các cấp độ nhận thức, từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao để các em có thể rèn luyện và ghi nhớ thêm kiến thức của mình. Bài giảng của cô kết thúc ở đây. Chúc các em học tập thật tốt và đạt kết quả thật cao. Hẹn gặp lại các em trong bài ôn tập lần sau. Xin chào.